Vâng, xin chào các bạn đang chăn nuôi dê. Hôm trước thì mình đăng cái video này á, mình nói là đã hướng dẫn cứu sống được cái ca này các bạn. Để mình đăng lên cái fanpage của mình đó, thì rất nhiều các anh em, trong đó có những người cũng làm thú y, và họ nói mình nói xạo, không có chữa được ca này. Ca này thì làm sao mà chữa được. Thì các bạn thấy con dê tình trạng như vậy ha. Ở đằng xe kia là một con cũng nằm co giật như vậy nha các bạn. Thì trước đây á, trước đó mấy ngày á, đây là ngày 11 tháng 4 nè các bạn. Trước đó thì cái trại bạn này cũng đã chết mấy con rồi. Đây, một cái con có tình trạng như thế này. Con này thì chết rồi nha các bạn. Đó, cho không có thuốc đó. Không có thuốc chữa, thì con này nó chết rồi. Tình trạng rất là cấp tính đó. Nghiến răng kèn kẹt, nó không kiểm soát được cái hệ thần kinh. Đấy. Thì bạn này cũng ở cách mình cũng ngang tuổi và cách mình khoảng 50 cây các bạn. Anh em gọi điện trao đổi và bạn chạy vào mình lấy thuốc luôn. Buổi tối đó thì chạy vào mình lấy thuốc. Thì mình có tư vấn cho bạn này lấy một số thuốc bên mình như là Eritrea này, Benistep này, Glucocase, Butasan và ADE. Đấy. Thì sau khi lấy thuốc về thì buổi tối là lấy thuốc á. Thì bạn này nói cái con đi đen nãy là nó đã ra đi rồi nha các bạn. Còn buổi sáng hôm sau thì mấy ca nữa. Đấy, con dê tình trạng như vậy nãy các bạn xem rồi đó. Đây, như bạn này nói là mới sáng đã hai con rồi. Thì mình nói tiêm liều glucocase vào không, liều cấp 2, cấp 3 luôn. Đấy, vào cả butasan nữa. Thì đây là cái triệu chứng viêm phổi có phát tụ huyết trùng nha các bạn. Tụ huyết trùng chỉ có đường chết như bạn này nói ha. Nhưng mà mình cứu hết mình nha các bạn. Nói chung con dê nó còn sống là mình cứu thôi, dần nào nó chết thì thôi. Nó chết thì mình mổ khám ra, mình chẩn đoán lại một lần nữa cho chính xác, rồi để mình có cái phác đồ mình điều trị, mình phòng bệnh những con còn khỏe đó. Đấy. Thì khoảng mấy tiếng đồng hồ sau thì nó tỉnh rồi, hết co giật rồi đó. Sau đó mới vào kháng sinh. Hôm qua giờ chưa ăn lại, có nên đổ kháng sinh không? Tỉnh khẽ rồi mà chưa ăn. Thì mới có tiêm kháng sinh có một ngày nha các bạn. Mình tiêm kháng sinh thì ít nhất 3 ngày. Nếu mà nó không có diễn biến gì thì mình mới đổ kháng sinh. Còn chưa tiêm đủ liều trình thì mình chưa nên đổ kháng sinh. Và con này thì mình phải mấy ngày nó không ăn uống gì các bạn, nên là mình phải bơm sữa cho nó cho đó nha. Đấy. Thì bạn này vào mình lấy thuốc kịp nên là có cái cơ hội cứu sống. Như bạn này nói nè, hai con đã sống là tôi nổi tiếng ngồi này luôn rồi. Thì dê thì không phải mình cứu nha các bạn, nhưng mà mình hướng dẫn anh em nó cứu bằng những cái phác đồ mà mình tư vấn, thì anh em dùng theo phác đồ đó. Ngồi này chết bệnh này nhiều lắm, nói nó không nghe mình. Thì có rất nhiều trại cũng bị cái bệnh tụ huyết trùng này nè, ngồi chỗ bạn này nó chết nhiều lắm. Và đến ngày 13 tháng 4 này các bạn, hồi nãy là ngày 11 tháng 4 các bạn. Ngày 13 tháng 4 là 2 ngày sau đó, thì con dê nó đã ăn được nè. Như bạn này nói nè, ổn định, ăn rồi. Xem lại video bữa nó nằm kinh thật đấy. Thì con này các bạn, con đực này cái bụng còn hơi hốt đó, đực trắng trắng đó. Cái lúc nãy các bạn xem nó hơi đen đen là do nó nằm nó lên lết nó trên chuồng á, là nó dính phân rồi là nó hơi đen. Còn đó là con dê đực đó nha các bạn. Đấy, thì con này nè, bây giờ mình nhìn thấy con dê đực kia nó trắng quá, là con này nó cũng đen. Còn con bệnh hôm bữa nó đen nè. Đấy, sau khi tiêm thuốc thì 4 giờ sau nó tỉnh, là tình trạng nó tỉnh như thế này nè. Rồi tiếp tục tiêm thuốc thì khoảng 2 ngày sau nó khỏe, nó ăn lại như trong video đây. Đấy. Như bạn này nói này,
giờ ăn rồi theo cái rồi ha các bạn, ăn còn khỏe mạnh còn theo cái luôn không. Ba ăn 2 ngày mà ốm kinh khủng đấy, cái con mà mình khoan đó nha các bạn đó. Còn một con đây nữa nha các bạn, còn con nằm đây nữa nè đó, con nằm đây nữa nè chứ không phải một con đâu, thứ hai con ạ. Thì hai con này đều cứu sống được hết nha các bạn, mình cũng bất ngờ luôn. Con nhỏ nằm như chết rồi đó, giờ ăn rồi, nó đang ăn đó. Vậy là đã cứu được hai con luôn nha các bạn. Đấy, mình hỏi xe thêm là có lây con khác không. Bạn này nói có này, đang bị ba con, đang điều trị, cũng đỡ rồi đó. Thì chà bạn này chết trước đó mấy con rồi, sau đó thì lấy thuốc bên mình về thì cũng cứu được mấy ca rất là cấp tính, 4 đến 5 ca như vậy. Giờ bà chị không kiểm soát được là nó bị bệnh gì ông, chị tông lung tung, triệu chứng bệnh viêm phổi nữa hả? Thì như lúc đầu mình nói đó là triệu chứng viêm phổi cơ phát tụ huyết trùng nha các bạn. Nó là ở cái thở cấp tính, nó không có kiểm soát được hệ thần kinh. Ví dụ như là mắc đảo nè, lách cổ lách đầu nè, hoặc chạy tông vào tường nè, hoặc là đi siêu vẹo té ngã nè. Những cái biểu hiện mà không kiểm soát được hệ thần kinh đó, đó là nghiêng về tụ huyết trùng cấp tính nha các bạn. Vẫn tiêm kháng sinh bình thường như mấy con kia hả? Mình trả lời là ừ không. Tôi thấy mấy con chị bên nghe hơn mấy con chị bệnh nhẹ hơn mấy con nằm co giật à. Bạn này nói mấy con mà cắm đầu nó chị thì nhẹ hơn mấy con nằm co giật à, các bạn. Thì chị như mấy con co giật. Đến ngày 16 tháng 4 thì mình hỏi lại mấy con dơ sao rồi ha. Thì ổn hết rồi, đang tiêm thuốc bổ để lấy lại sức. Thì mình thấy cái video này nè, chuồng nó ẩm thấp quá, nên là mình nhắc bạn này ấy, vệ sinh chuồng rồi cho nó có ánh sáng nó thông thoáng, rồi cho chuồng để hơi tối nha các bạn. Thế thì bạn này cứu được 5 đến 6 con gì đó. Đấy. Thật sự thì nhìn cái video như trên thì rất ít người tin là chữa được nha các bạn. Mấy người ở đây phục tôi sát đất rồi. Cũng hên, nghĩ lại sao bữa tôi chạy vô lấy thuốc biết nữa, thường ngày tôi làm biếng lắm. Nhờ bạn này chạy vào mình lấy thuốc đó các bạn, đi đoạn đường cũng khá là xa, 50 cây đi ban đêm nữa. Vô mình lấy thuốc thì sáng hôm sau tình trạng giờ nó bệnh thì có thuốc chữa. Đấy, hôm bữa thì bạn này lấy gluco nè, benstep nè, Utasan RE nè và Eritrea là những loại thuốc này các bạn. Đấy, những loại thuốc này. Và Lucocase này nó có hạ sốt nữa nha các bạn. Utasan nè, RE Black nè, RE Black này nó có vitamin C trong đó nha các bạn. Benstep nè, rồi Eritrea nè, mấy loại thuốc đó phối hợp điều trị. Đấy. Cái loại Eritrea này nó rất là hay nha các bạn. Các bạn này nói nè, là đó hay ấy, khi nào lấy thêm là nữa. Đấy. Bữa thì mấy chị mấy con ở trên á, chị mấy con dơ bệnh nãy là dùng Eritrea nha các bạn, Eritrea rồi Glucocase rồi Butasan rồi RE nha các bạn. Còn dùng Benstep là bạn này tiêm cho mấy con bị sùng mũi, tiêm một mũi là hết luôn ha. Như bạn này nói này, chai Benstep trị sùng mũi rất hay. Bữa chích thử con kia một mũi đã hết. Đấy. Có con đó sáng nó bị khịt mũi dính tề le hết. Đấy thì đó là cái kết quả mình đã review và tư vấn cho bạn này chữa cái đàn dê bị tụ huyết trùng cấp tính nha các bạn. Tình trạng nó như thế này nè. Thì những anh em nào chưa chẩn đoán được bệnh trên dê á, rồi những cái phác đồ điều trị bệnh mà chưa nắm vững thì hãy kết bạn với cái số Zalo của mình đó, gửi video và những cái thuốc hiện có để mình tư vấn cho các anh em biết cách dùng thuốc và điều trị những trường hợp bệnh trên dơ để cho hạn chế cái hao hụt về bệnh nha các bạn. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.